Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, tập truyện vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện của tác giả Vũ Ngọc Hương. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được gặp lại một tác giả rất quen thuộc đã từng hợp tác với kênh Chị Dậu và mang đến cho quý vị rất nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn. Chắc hẳn là quý vị chưa quên tác giả Trương Huệ có phải không ạ? À? vâng và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, tú quỳnh sẽ mang đến cho quý vị một bộ truyện mới vừa gác bút của tác giả trương huệ bộ truyện với tựa đề chờ đợi nhân duyên ngay bây giờ tú quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức và cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với tú quỳnh nhé chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái Ngụy Ngọc Linh, con dậy ngay cho mẹ. Vừa nghe tiếng gọi dịu dàng ấy tôi mà Linh đã giật mình choàng dậy, hai mắt cô vẫn còn nhắm tịch, chưa thể nào thoát ra khỏi giấc ngủ. Con có cần mẹ cho con gáo nước rửa mặt hay không? Hôm nay là chủ nhật mà mẹ, mẹ gọi con dậy sớm như thế làm gì? Đi làm cả tuần, bây giờ cuối tuần sao không chịu ra ngoài chơi? Trời đất, con đi làm cả tuần đã mệt rồi, có ngày cuối tuần thì phải được nghỉ ngơi chứ mẹ con không muốn đi đâu hết con chỉ muốn ngủ thôi hai mắt giận nhắm nhưng mà lúc này tâm trạng của người mẹ có đứa con gái đã đến tuổi cập kê trở nên quá khích vừa bất lực vừa hét lớn một là con dậy ngay hai là từ giờ đừng ăn cơm mẹ nấu nữa não bộ bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn nhưng mà so với việc không thể được ăn cơm mẹ nấu với cái việc thức dậy ngay thì tất nhiên là ăn cơm phải quan trọng hơn. Linh ngay lập tức tỉnh táo, đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Xong xuôi đầu vào đấy, ra nhìn mẹ, rồi nở nụ cười rõ tươi. Cứ phải để mẹ sử dụng bì pháp mạnh, thì con mới chịu nghe lời. Bây giờ ra ngoài chơi đi. Con biết đi chơi ở đâu hả mẹ? Mẹ không cần biết. Trong ngày hôm nay mà con không có bạn trai, thì thôi, tốt nhất, đừng về nhà nữa. Yêu đương có phải ra chợ mua rau đâu mà Năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi Con mới có 25 25 Con nói là tuổi của mình Mà không biết xấu hổ sao 25 tuổi chưa có mảnh tình giác dai Tầm tuổi con Mẹ đã đẻ con đi học lớp 1 rồi đó Thời gian ngày xưa khác mà mẹ Bây giờ người ta tôn thờ Chủ nghĩa độc thân vui vẻ Con nói lại cho mẹ nghe xem thôi được rồi được rồi con sẽ đi ra ngoài chơi tìm người yêu theo ý mẹ vậy dù sao thì bây giờ con vẫn thích ăn cơm mẹ nấu hơn là ăn cơm bên ngoài lên đình đi thì bà hạnh kéo tay Linh con định ăn mặc như thế này mà đi ra ngoài sao bộ này đẹp mà mẹ con vừa mới mua tuần trước xong hôm qua mới mặc lần đầu đó không được con phải thay ngay một bộ đồ khác lộng lẫy hơn cho mẹ ăn mặc như thế này làm sao mà có người yêu được Quan trọng là tâm hồn mà mẹ Con không muốn yêu một kẻ háo sắc Nhàn sắc thì phải đi cùng với tâm hồn Tóm lại tâm hồn đẹp Thì phải trao chút thêm nhàn sắc Đừng có nói nhiều Để mẹ chọn đồ cho con Rồi bà Hạnh mở tủ ra Chọn một bộ đồ lòng lẫy nhất Linh nhìn thấy chỉ muốn khóc thét Bộ đồ này lúc trước cô chuẩn bị Để đi sự kiện của công ty Ai lại mặc nó ra đường bây giờ? Cô dội dàng nắm lấy tay mẹ Bây giờ người ta xu thế năng động mẹ ơi Mấy cái mẫu váy như thế này Con trai nó không thích đâu Vậy chứ bây giờ bọn trẻ thích cái gì Chính là một chiếc quần jean Với lại áo phông bình thường thôi Thật không Con đừng có mà lừa mẹ đó Con lừa mẹ làm gì đâu Thôi mẹ cứ ra ngoài đi Con sẽ ăn mặc chỉnh chu nhất có thể Mẹ không cần phải lo Mẹ tin con được không Lần trước người ta có lòng tốt Tìm cho con một mối xem mắt Còn nhớ con đã ăn mặc gì không Ăn mặc không khác gì Ban chủ, cái bàn Khiến cho người ta vừa gặp lần đầu Đã chạy mất dép Không được, lần này mẹ nhất định phải tìm cho con Một mối xem mắt khác Con gái mẹ cũng có đến nỗi nào đâu Sao mẹ cứ phải như thế Lần này con ra ngoài Tìm người yêu được chưa Mẹ cứ yên tâm Một bên thì khẳng định chắc nịch một bên thì nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Nếu mà con tìm được người yêu dễ như vậy, thì mẹ đâu có phải lo. Kìa mẹ, mẹ phải có niềm tin vào con chứ. Thôi thôi, không nói nhiều, thay đồ đi. Con biết rồi. Lúc này vẫn còn đang muốn ngủ tiếp, nhưng bắt buộc phải rời xa chiếc giường thân yêu, khiến cho Linh buồn vô cùng. Nhưng mà mẹ đã xuống lời rồi, không thể nào khác được cô không thể không có đĩa sườn xào chua ngọt cũng không thể không ăn món canh cá nấu chua càng không thể nào rời xa món bánh mì mẹ làm thôi thì đành phải nghe theo lời mẹ mặc một bộ quần áo rất đàng hoàng lịch sự bước ra ngoài trước khi đi mẹ còn chúc cô thành công nữa chứ giống y chang cái ngày mà mẹ chúc cô giàu được ngưỡng cửa đại học sao tự nhiên lại muốn quay trở về cái thời thơ bé như thế không biết cái thời mà không cần phải suy nghĩ đến việc lấy chồng chỉ cần ăn rồi học học xong thì ngủ ôi cái cuộc sống lúc đấy mới hạnh phúc làm sao linh lại bắt đầu thắc mắc sao cứ phải lấy chồng cuộc sống độc thân cũng rất tốt kia mà đang thử thơ suy nghĩ thì ra phải một người đang định quay lại mắng cho người đó một trận thì hoảng hốt khi thấy người đó bị chảy máu ở tay có lẽ lúc ngã chống tay vô tình Gia phải một vật gì đó. Anh có sao không? Thôi chết, chảy máu nhiều quá. Để tôi đưa anh đi bệnh viện. Anh lên đây tôi cổng cho. Người đàn ông đó nhìn Linh giống như nhìn một người từ trên sao hỏa đi xuống. Linh thắc mắc nhìn lại anh ta. Ừ, sao anh không lên? Tôi cổng anh đi bệnh viện. Cô có thể cổng tôi sao? Lúc này Linh mới biết là thân phận mình là con gái Người đàn ông này chắc phải cao tầm 1m75 Nặng bao nhiêu thì Linh không đoán được Nhưng cơ thể này khá đầy đặn Cô nuốt nước bọt một cái rồi cười giả lạ Ờ chắc là không được Nhưng mà tôi có thể gọi taxi để đưa anh đến bệnh viện Không cần Hay là tôi băng bó vết thương cho anh nha Cũng không cần Vậy anh muốn gì Tôi không có tiền đền cho anh đâu Tôi nghèo lắm Anh ta nhìn Linh chăm chăm nếu vậy thì lần sau ra đường chú ý một chút tôi cũng đâu có cố ý anh cũng là người gia phải tôi mà khi nãy tôi cũng xích ngã tôi cũng có ý muốn chịu trách nhiệm chỉ là anh không đồng ý thôi anh ta không nói chuyện với linh nữa mà lên xe rời đi tuy hơi khó chịu một chút nhưng mà được cái đẹp trai với lại đi xe xịn một điểm về chỗ linh trước giờ không phải là người đam mê vật chất cô đi làm cũng ra tiền đủ để bản thân mình tiêu xài thoải mái. Nhà không giàu nhưng mà cũng thuộc diện khá giả. Nói chung cô chẳng bao giờ phải suy nghĩ gì đến chuyện tiền bạc cả. lang thang trên đường ghé hết vào quán này đến quán khác. Ăn đến mức no cả bụng, nhìn đồng hồ mới có 9 giờ. Sao mà thời gian trôi lâu quá đi mất, bao giờ mới đến 11 giờ để về nhà đây? Điện thoại cô rung lên, là tin nhắn từ mẹ. Cậu đi chơi đến 5 giờ chiều hãy về, trưa nay mẹ có khách, đừng có dễ phá đám. Tin nhắn này có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nó lại y chang một cái mệnh lệnh. Thôi thì cô lại trở thành kẻ vô gia cơ trong một ngày dài. Hay là kiếm cái nhà nghỉ nào đó vào ngủ, đến tối rãng về. Dù sao thì cũng đã ăn no. Nghĩ là làm, Linh ngay lập tức đi tìm một cái nhà nghỉ gần đó. Có điều bởi vì cô đi bộ cho nên hơi mất thời gian. Đi bộ 15 phút vẫn chưa thấy cái nhà nghỉ nào để dạo Ông trời hôm nay ưu ái cô thật Giữa cái nắng 38 độ C Mà cứ bắt cô phải đi ở ngoài đường như thế Biển ghi chữ nhà nghỉ bắt đầu hiện ra Nó giống như một luồng sáng Xuất hiện trong cuộc đời Linh Cô vui vẻ chạy tới Giữa bước chân vào thì gặp người đàn ông khi nãy Tay anh ta đã được quấn bằng cẩn thận Nhưng mà bị thương như vậy Vẫn còn tâm trạng vào nhà nghỉ sao Cô nhìn gì thế nãy giờ linh nhìn anh ta lâu quá khiến anh ta có cảm giác bị soi mói hơi khó chịu anh ta hỏi thì linh trả lời cô cũng đâu có làm gì nhưng mà câu trả lời của linh lại là một câu hỏi anh bị thương như vậy rồi mà vẫn có sức vào nhà nghỉ sao ý cô là gì linh lại gần chỗ anh ta rồi nói nhỏ lát nữa cẩn thận không là ảnh hưởng đến vết thương đó cô linh vui vẻ tung tăng chạy lên phòng lúc đứng chờ thang máy quay sang giật mình khi thấy anh ta cũng đang đứng bên cạnh anh đi theo tôi làm gì nhà nghỉ này chỉ có mỗi mình cô thuê phòng thôi sao thì tất nhiên là không nhưng mà bạn gái anh đâu lúc này thì linh thấy mình hơi vô duyên nên quay đi chỗ khác vấn đề tế nhị thế này không nên hỏi dẫn hơn nhưng mà người đàn ông đó vẫn trả lời lần này câu trả lời của anh ta cũng giống như linh khi nãy là một câu hỏi ai nói với cô người đi cùng tôi nhất định phải là một cô gái sau câu hỏi ấy linh lập tức giật mình anh ta đẹp trai như vậy nhìn manly như thế thế mà lại thích một người đàn ông sao đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dông kiến thức này ngay lập tức phải tiếp thu cô nhìn tôi như thế là có ý gì tôi đâu có ý gì đâu chỉ là tôi cảm thấy thương Người đàn ông sắp bước chân vào vòng cùng với anh tôi Lý do Anh nhớ nhẹ nhàng một chút nha Đàn ông tuy mạnh mẽ Nhưng mà cũng có chút yếu đuối Anh đừng làm người ta sợ Cô nói lên tình cái quá gì thế Thì tôi cũng chỉ có lòng nhắc nhở anh thôi Vớ dẫn Lúc này cửa thang máy mở ra Linh với người đàn ông đó bước vào trong Cả hai cùng ấn thang máy số 3 Linh lại quay sang nói với anh ta Đúng là trùng hợp thật đó Trung tận Thì sao Thấy trùng hợp thì nói thôi Nhưng mà tay anh có đau nhiều không Đau nhiều Cô muốn bù đắp cho tôi sao Khi nãy tôi nói muốn bù đắp cho anh Mà anh có đồng ý đâu Nhưng bây giờ tôi muốn đồng ý Anh ta quay sang nhìn Linh Bỗng nhiên có cảm giác Cái gì đó khá nguy hiểm Dồi dàn nép vào cùng thang máy. Nè, anh muốn gì? đừng có làm bậy nha. Trong thang máy cũng có camera đó. Đầu óc cô có thể nghĩ trong sáng hơn được không? Cô là con gái cơ mà. thì tôi có nói tôi là con trai đâu? Tóm lại là cô có muốn bù đắp cho tôi không? Anh muốn gì thì nói đi, khỏi cần phải vòng do Thế thì cô đi vào vòng tôi, tôi sẽ nói cho cô nghe. Nè, anh tưởng tôi là con ngốc sao? Lỡ làm gì tôi thì phải làm sao? Tôi có thể làm gì cô với tình trạng vết thương ở tay thế này? Linh nhìn lại cơ thể nhỏ bé của mình với cơ thể cao lớn trước mặt. Anh ta chỉ cần một tay cũng đủ tóm gọn cô. Nhưng mà Linh đã khiến cho anh ta bị thương ở tay thì không giúp cũng thấy hơi kỳ. Với lại nhìn mặt anh ta cũng không đẻo giả gì cho lắm. Thế là cô gật đầu đồng ý. Nhưng mà với điều kiện là phải ngồi ở ngoài hành lang anh ta phì cười cô sợ đến mức đó sao tất nhiên tôi chưa từng yêu ai bao giờ cũng chưa biết mùi vị đàn ông là như thế nào tôi phải giữ gìn cho người đàn ông sau này thuộc về tôi chứ nhưng mà tôi không có ý định muốn làm gì cô cả tôi không có hứng thú với phụ nữ lúc này cả linh và anh ta đều đang đứng ở trước cửa phòng mình đúng là hết sức trùng hợp hai người ở sát phòng nhau linh ngồi xuống dưới đất Chờ anh ta đưa thứ cần Linh làm giúp ra Tôi thấy ngồi đây không tiện Nếu cô cảm thấy phiền Thì có thể mở cửa Và ngồi ngay ở trước cửa phòng Chứ ngồi ở ngoài đây Người ta đi qua thì ngại lắm Thế anh ta nói cũng có lý Nên Linh di chuyển vào bên trong Anh ta mở túi đưa cho Linh hai tờ giấy gói quà Và một ngôi nhà được làm từ giấy rất đẹp Chốn dĩ tôi định tự tay gói Nhưng mà bây giờ tay tôi thế này không làm được, cô làm cho tôi đi. Chỉ có như thế này thôi sao? Vậy cô còn muốn gì nữa? Tôi đâu có muốn gì, bạn trai của anh nhận được món quà như thế này chắc hẳn sẽ cảm thấy vui lắm đó. Bạn trai nào? Thì chính là người lát nữa sẽ vào căn phòng này cùng với anh chứ ai nữa. Để xem, tôi bình thường cũng không được khéo tay cho lắm, nhưng mà gói quà chắc là làm được. Sau một hồi loay hoay thì cũng xong. Nhìn cũng khá ổn áp đấy chứ Linh tự hào nói với người đàn ông trước mặt Đúng là không có gì làm khó được tôi cả Bảo sao mà đến bây giờ Đã 25 tuổi vẫn chưa tìm được người đàn ông nào Thực sự xứng đáng với mình Tôi quá là hoàn hảo Cô có thể bớt tự mãn đi một chút không? Không được Sao tôi phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình chứ? Kể cả ế cũng không Thôi, xong rồi đó Bây giờ tôi phải về đi ngủ đây Sáng nay đã ngủ thì mẹ tôi gọi dậy Tôi vẫn còn chưa được ngủ đủ giấc Linh dãy tay chào tạm biệt anh ta Rồi trở về phòng mình Đặt lưng xuống đệm mà cô cảm thấy Thế giới này mềm mại biết bao nhiêu Với chiếc đệm êm ái này Thì có thể ngủ một giấc tới tối Không cần phải thức giấc nửa chừng Cô cũng chẳng lo là mình sẽ bị ngủ quên Vì cô có ngủ luôn đến sáng mai Thì mẹ cô cũng chẳng có ý kiến Bà đã muốn cô đi lấy chồng lắm rồi Thực chẳng biết gì sao nữa cứ sốt sắng hết cả lên nhất là mỗi khi anh em họ hàng có ai lấy vợ lấy chồng làm cho mẹ cô sốt ruột rồi tạo sức ép cho cô nhưng mà cô không muốn lấy chồng đâu cuộc sống tự do muôn năm thế này chẳng lẽ lại phải bỏ vì một người đàn ông xa lạ mẹ cô chẳng hiểu gì cả linh cứ nghĩ là mình sẽ ngủ ngon lắm nhưng mà không cô không thể nào ngủ được lăn qua lăn lại cả nửa tiếng cũng không ngủ được Cuối cùng đành phải ngồi dậy mở tivi ra xem. Xem hết một bộ phim thì cảm thấy đói. Lên gọi điện đặt đồ ăn. Lúc cô mở cửa ra để lấy đồ thì vô tình nhìn sang phòng người bên cạnh. Lúc này một người đàn ông vừa bước vào. Cô lấy đồ xong mà cứ ngẫm nghĩ mãi. Trai đẹp thường sẽ đến với nhau hay sao? Tội nghiệp cho những cô gái không biết chuyện mà thầm thương trộm nhớ hai người đàn ông này. Nếu không may phát hiện thì chắc sẽ dở mộng lắm. Linh tạc lưỡi một cái cho qua Dù sao cũng không phải chuyện của mình Đồ ăn trước mặt Mới thực sự là chân ái Tuy không ngon bằng mẹ nấu Nhưng mà cứ lúc đó như thế này Quá là hợp lý Đùi gà chiên, mì trộn Thêm vài chất xúc xích Và một ly trà sữa nữa Mỹ vị nhân gian chính là đây chứ đâu Người ta nói căng da bụng Thì trùng da mắt Quả thật không sai Ăn no rồi thì bắt đầu buồn ngủ Linh đánh một giấc tới tận chiều tối. Cả tuần cô làm việc giấc giả dạ ở công ty. Có mỗi một ngày cuối tuần được nghỉ ngơi thì lại bắt ra đường tìm bạn trai. Đúng thật là không công bằng. Linh ngủ dậy là gần 6 giờ. Cô thu dọn tất cả mọi thứ cho vào sọt rác rồi gấp chăn lại cẩn thận mới bước ra khỏi phòng. Thói quen này không phải mà mà yêu dấu của cô tạo cho cô hay sao? Mẹ bảo con gái phải sạch sẽ, gọn gàng thì mới sớm lấy được chồng. Tuy cô không có nhu cầu lấy chồng lắm Nhưng mà vấn đề gọn gàng sạch sẽ Chắc chắn cần được ưu tiên Nó cũng một phần nói lên tính cách của con người Mà cô yêu thích sự hoàn hảo như vậy Thì chắc chắn không thể nào bỏ qua Vừa bước chân ra tới cổng Thì cứ đột ngột nhớ ra một chuyện Ngày mai công ty cô có xếp mới Một nhân viên nhỏ bé như cô chẳng lẽ Chẳng cần quan tâm tới việc này Thế nhưng không Cô được phân công ngày mai phải lấy lòng sếp phải biết được sếp thích gì, muốn gì. Ai bảo tuần này cô chạy deadline ở công ty không kịp, phải nhờ tới đồng nghiệp cơ chứ. Báo hại cô bây giờ phải tìm cách lấy lòng người sếp mà cô chưa biết là ai. Thôi kệ, đi về nhà ăn cơm mẹ nấu đã, còn chuyện khác thì để ngày mai rồi tính. Phải nói cô với người đàn ông kia cực kỳ có duyên. Mà là nghiệt duyên. Vừa mới bước chân ra khỏi phòng đã lại gặp Lúc này anh ta đang đứng cùng với một người đàn ông khác Cũng là đang chờ thang máy giống như Linh Hay là cứ đi vào phòng nghỉ Xong rồi anh ta ra khỏi thang máy Rồi mình mới dạo Mà quay sao phải khổ như thế Mình cũng có làm điều gì quất tất đâu Sao phải trốn Nghĩ vậy đến hít một hơi thật sâu Rồi ưỡn ngực dường dài Đi về phía thang máy Nói chung đứng gần đàn ông đẹp trai Cũng là một cái gì đó Khiến cho người ta rất hồi hộp Tim đập nhanh hơn một chút con người mà nhìn thấy cái gì đẹp tất nhiên phải dừng lại và chú ý nếu không sẽ trở thành một cái gì đó quá khác biệt tuy là không yêu đương nhưng mà các cơ quan trong cơ thể vẫn biết thưởng thức cái đẹp người đàn ông đó quay sang nhìn linh gật đầu chào một cái nhưng mà linh lại ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác không chào lại anh ta nhíu mày cái nhíu mày này linh đã nhìn qua trong gương có điều cô nghĩ anh mệt nên như thế Chẳng biết là anh ta khó chịu gì chào Nhưng mà không trả lời được Thực ra không phải Linh kiêu căng Mà là vì cô sợ bị đánh ghen Thời buổi bây giờ chẳng biết đường nào mà lần Cười với người ta một phát Có khi cũng sừng cả mặt Lên với người đàn ông đó Chia tay từ bãi giữ xe Lên đi bộ về Còn người đàn ông đó lên xe Đi cùng với người đàn ông kia Sau đó thì anh ta hoàn toàn bay khỏi ký ức của Linh Không còn một chút dấu vết nào cả linh vui vẻ trở về nhà lúc này mẹ đã nấu cơm tối bố cũng đã đi làm về linh chạy lại phía bố rồi tiện tay lấy một con tôm cho vào miệng đúng chính là hương vị này mẹ nấu ăn ngon như thế làm sao mà con gái nở đi lấy chồng cơ chứ bố linh đang đọc báo nhìn thấy con gái thì nở nụ cười dịu dàng con mới đi chơi về đó sao dạ nhưng mà mệt lắm bố ơi hôm nay con muốn ở nhà ngủ mà mẹ không cho con đã đi làm vất vả cả tuần đến cuối tuần phải đi chơi cho thư giãn đầu óc chứ con cũng phải giao du bạn bè chứ bố nói y chang như mẹ vậy đó bạn con đi du học cả rồi chắc phải cả tháng nữa mới về hay là bố cũng sắp xếp cho con đi du lịch nhé đi xa xa một chút như vậy sẽ vui hơn con không muốn đi đâu con chỉ muốn ở nhà ăn cơm mẹ nấu thôi cái con bé này trong lúc Linh bóp dài cho bố của nó nhỏ Bố à Bố bảo với mẹ đừng bắt con đi lấy chồng có được không Con không muốn lấy chồng đâu Đâu phải ai lấy chồng cũng hạnh phúc Bố thấy cô bên cạnh nhà mình đó Cứ tì thoảng cô ấy lại bị chồng đánh cho một trận Con nhìn đã thấy sợ rồi Không phải người đàn ông nào cũng tệ như vậy đâu con Nhưng mà con cũng đâu có biết Người nào tử tế để mà lấy Lỡ còn mày con chọn nhầm thì sao Ông Trí cũng chẳng biết phải trả lời con gái thế nào. Đúng là chẳng hiếm những người đàn ông cục súc, tính tình không tốt. Nhưng mà ông vẫn không khuyến khích con gái mình sống cô độc. Sau này khi hai vợ chồng ông già rồi mà không còn gì nữa thì chẳng ai chăm sóc cho con gái họ. Đó là nỗi lo của tất cả những người làm cha làm mẹ. Không thấy bố nói gì, Linh biết mình không kéo được đồng minh. Cô lại lon ton đi vào bếp, Lúc này mẹ đang làm món sườn xào Có vẻ như việc cô về 6 giờ tối Khiến cho mẹ cảm thấy rất vui Đôi khi có một người mẹ tư tưởng thoáng đẳng Cũng là điều khiến cho con cái cảm thấy khá mệt mỏi Con chào mẹ Sao về sớm thế? Bây giờ đã hơn 6 giờ rồi mà mẹ Về giờ này chắc là chưa tìm được bạn trai đúng không? Kìa mẹ, bạn trai chứ có phải cây lá ngoài đường đâu mà cứ ra đường là gặp nhiều khi còn phải chờ duyên Ai mà lông đông, lận đận Có khi phải chờ cả mấy năm Thậm chí là mấy chục năm Con đã chờ 25 năm rồi đó con gái Thế mà sao duyên số của con Nó tắt còn hơn cả đường Hà Nội Cho mỗi buổi sáng đi làm thế Từ từ sẽ đến mà mẹ Mẹ đừng có lo Bây giờ con đã thông tư tưởng rồi Con chắc chắn sẽ tìm bạn trai Và lấy chồng cho mẹ vui Có được không tôi chỉ còn có mình chị là con thôi, thèm tí cháu nhưng mà khó khăn quá, thành ra là bây giờ chị nói gì, tôi cũng chẳng tin được. kìa mẹ, mà con uy tín thế này mà mẹ không tin là sao? con cực kỳ uy tín luôn đó. khi nào mà chị đưa được bạn trai về đây thì lúc đó tôi mới tin. trước tiên là phải được ăn no đã mẹ, ăn no xong rồi mới có sức nghĩ tới chuyện khác linh lại nhón một miếng sườn xào chua ngọt vừa cho vào miệng đã cảm thấy vui vẻ hạnh phúc đến cả chuyện lĩnh lương cũng không khiến cô cảm thấy vui vẻ như lúc này con gái cậu lứa như thế này chẳng biết bao giờ mới lấy được chồng nữa con mà ế thì bố mẹ nuôi con tôi không chứa mẹ mắng như vậy đấy nhưng mà linh chẳng bao giờ giận mẹ cả cô lúc nào cũng nghe lời mẹ lúc nào cũng sợ mẹ buồn Mẹ là người sinh ra cô Là người hy sinh tất cả mọi thứ vì cô Nhớ lúc mà cô xem được bức ảnh thời con gái của mẹ Lúc đó mẹ gầy mà xinh lắm Từ sau khi sinh cô ra là mẹ tăng cân, mất kiểm soát Mẹ đã hy sinh rất nhiều vì cô Sao cô có thể khiến cho mẹ buồn lòng được Có điều cô vẫn chưa làm được Thực sự để mà nói yêu thương với một người Đối với cô sao mà khó khăn quá Dài ba lần thử vẫn chưa tìm được cảm xúc nhiều lúc cô còn nghĩ mình có vấn đề về giới tính hoặc là tâm lý gì đó, nhưng mà vẫn chưa đi khám, cũng không nói dài, sợ nó thành một vấn đề to tác, khó giải quyết. Thôi thì cứ từ từ vậy, biết đâu một ngày ra đường, vô tình giúp vải người yêu. Ăn cơm xong, lên rửa bát rồi dọn dẹp sạch sẽ, cô lên phòng cày bộ phim yêu thích. Bộ phim ngôn tình này đã xem tới cả 10 lần, nhưng mà vẫn cảm thấy u mê nam chính quá. Trên đời này chắc chẳng có một người đàn ông nào ngọt ngào, ấm áp giống như thế. Hoàn hảo đến mức không có một từ ngữ nào để chê trách. Đã vậy nam diễn viên thủ dài lại còn đẹp trai lồng lộn, tuyệt phẩm. Linh ngủ lúc nào không hay, sáng sớm hôm sau Linh giật mình bởi tiếng báo thức. Cô hay có cái tật ngủ quên, vậy nên phải cài báo thức cho chắc. Nỗi lo về sếp mới lại bắt đầu ập tới. Đánh răng cũng nghĩ tới sếp Trái đầu cũng nghĩ tới đến lúc ăn cũng không ngoại lệ vẫn là hình ảnh sếp mới không biết đó là người như thế nào già hay trẻ có dễ tính hay không khiến cho người ta cảm thấy thật đau đầu còn có chuyện gì mà sáng ra mặt mày đã như kiểu táo bón thế phải tươi lên con gái mà lúc nào cũng nhăn nhó Linh buông đuổi xuống rồi nhìn mẹ hỏi làm thế nào để lấy lòng sếp để hả mẹ Sếp còn khó tính lắm hả? Nếu cảm thấy sếp khó tính quá thì xin nghỉ việc đi. Về bán quán tạp hóa với mẹ, mỗi tháng kiếm 20 triệu bình thường, khỏi phải suy nghĩ. Kìa mẹ, con muốn làm việc trong một môi trường yên tĩnh. Sự tấp nập ồn ào ở ngoài chợ không hợp với con đâu. Mẹ quên chuyện đó đi nha mẹ, cũng quên luôn câu hỏi vừa rồi của con. Thế mà cũng đòi đi lấy chồng. Lấy lòng sếp, không khó bằng việc lấy lòng bố mẹ chồng đâu. Cửa ải à dễ như thế Con còn chưa dược Thế thì cái chuyện lấy chồng để từ từ nha Khi nào mà con thành công Làm sếp Thì lúc đó con sẽ lấy chồng Ai mà thèm lấy Mẹ Thôi Mẹ con Vì giờ này Ăn nhanh đi rồi còn đi làm Lần nào cũng thấy hết Xong đến lúc gần đến giờ làm Thì lại cuốn cuồng hết cả lên Linh nhìn đồng hồ còn đúng 30 phút nữa là vào làm. Lại là vội vàng cầm cái bát bánh mì trên tay rồi chạy ra ngoài cửa. Nghe tiếng mẹ gọi theo. Con còn chưa uống sữa đây nè. Thôi, con không uống đâu. Con muộn về làm rồi. Bà Hạnh nhìn theo con gái chỉ biết lắc đầu. Con gái đã lớn nhưng mà tâm hồn vẫn cứ vô từ như trẻ con. Nhiều lúc nghĩ không biết sau này mình không còn nữa thì ai lo lắng cho. Muốn còn nhanh chóng có gia đình để yên tâm thì con lại nhất quyết không chịu. Lúc trước còn sợ có con gái trong nhà như quả bơm nổ chậm. Bây giờ mong nó nổ, nó cũng không nổ cho. Thật chẳng biết nói sao. Lên tới công ty, cô đã trang điểm rất cẩn thận, mặc một bộ quần áo vô cùng nghiêm túc và lịch sự, đi đôi giày đế cao một chút xíu, để không gây ra tiếng động. Tiếp theo đó là tóc tai gọn gàng, nói chung khá ổn thỏa để có thể bước chân vào phòng xếp Linh dựa vào công ty thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Linh. Lạ chứ sao không? Bình thường Linh chỉ mặc quần jean với áo phông, điệu đà hơn nữa là chiếc quần ống suông với áo crop top. Nhưng mà chưa thấy Linh mặc chân váy bao giờ. Hôm nay là áo sơ mi kết hợp với chân váy, dáng người cũng gọi là tạm ổn, nhìn khá xinh. Linh xoay một vòng trước mặt đồng nghiệp rồi hỏi nhỏ: Mọi người thấy em hôm nay có ổn không? Thế này bước chân vào phòng sếp. Chắc là khả năng không bị đuổi là cao Đồng nghiệp của Linh gật gù Đúng là xinh hơn mọi ngày Nhưng mà hình như vẫn còn thiếu cái gì đó Linh nhìn một dòng rồi hỏi Thiếu cái gì ta? Thì chính là mùi nước hoa Một chị đồng nghiệp bước tới phía Linh Rồi xịt liên tục mấy phát vào người cô Cái mùi này nồng không thể chịu nổi Linh hát hơi liên tục Trời ơi chị Hà Sao chị lại xịt nhiều vậy cái hương nước hoa nó thơm quá thế này Em ngửi một phát mẹ muốn say luôn đó Phải như thế thì sếp mới hài lòng chứ Sếp hài lòng thì cả phòng mình được nhờ Chứ có phải một mình em đâu Chị cũng biết em ghét nhất là mùi nước hoa mà Cố gắng lên em Chỉ cần em vượt qua được ải này Là cả phòng đều biết ơn em Em hy vọng Sếp mới không có khó chịu với sếp cũ Không chắc Em tạm biệt mọi người về bán tạp hóa Với mẹ em thôi thế cô tưởng ai cũng có quán tạp hóa để mà bán như nhà cô đấy bọn tôi không có công ty để bấu víu thì chết đói cả lũ lúc này một người đàn ông bước tới mọi người lập tức chỗ ai người đó về linh nhìn người đó chăm chăm thậm chí còn nín thở lúc người đó tháo kính ra linh đã giật mình quay mặt đi chỗ khác muốn chui luôn xuống gầm bàn ấy chứ đó chẳng phải là người đàn ông hôm qua hay sao trời ạ à, nghiệt duyên Đúng là nghiệt duyên. Lần này thì coi như chuyện của yên ổn ở trong cái công ty này đã khó chứ đừng nói đến chuyện là lấy lòng sếp. Mà khoan, chẳng phải có biết bí mật của anh ta sao? Nếu như anh ta dám làm có thì chắc chắn cô sẽ lùi bí mật của anh ta ra dọa cho anh ta một trận. Nghĩ vậy thì Linh lại cảm thấy tâm lý ổn định hơn hẳn, lại vui vẻ, nở nụ cười rất tươi. Lúc này thì Huy đã nhìn thấy Linh trong mắt thoáng qua nét ngạc nhiên sau đó Huy chào hỏi mọi người rồi bước vào phần giới thiệu. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Quang Huy. Tôi sẽ là giám đốc mới của công ty. Hy vọng mọi người hợp tác để công ty chúng ta mỗi ngày một phát triển. Xin cảm ơn. Mọi người vỗ tay hết sức nhiệt tình. Người nào người nấy đều cười tươi rói. Không cười tươi làm sao được. Công ty này có tới 80% là nữ. Sếp mới lại còn cao to đẹp trai như thế. Cô nào mà không nghiêng ngã chỉ có mỗi mấy ông con trai làm mặt chảy ra một đống sợ bị cướp mất cái dành những người đàn ông được quan tâm nhất trong công ty sau màn giới thiệu được chào đón nhiệt tình ấy thì huy trở về phòng lúc này mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía linh thôi xong bây giờ không phải là lấy lòng sếp đơn thuần nữa đang ngồi làm việc tìm một ly sô cô la nóng đặt trước mặt linh là chị bằng bên cạnh Chị năm nay đã 30 tuổi Nhưng mà vẫn chưa chịu kết hôn Tính ra thì Linh so với chị ấy Cũng còn trẻ hơn chán Thế mà có bao giờ chị ấy đã dội vã đâu Chắc hôm nào Linh phải nhờ chị ấy về nhà chơi Để chị ấy đã thông tư tưởng cho mẹ Linh Vừa mới nghĩ xong còn chưa kịp nhờ Thì chị ấy nói với Linh Linh nè Chị đã 30 tuổi xuân rồi Mà vẫn chưa tìm được người đàn ông nào phù hợp hết Dạ Em có muốn đi ăn cổ cưới của chị không chị có người yêu rồi sao nếu như em giúp đỡ thì chắc chắn là chị sẽ có em sao mắt chị ấy nhìn về phía phòng giám đốc lúc này linh đã hiểu ra là chị ấy đang muốn gì ôi trời đất ơi cô lại sắp trở thành một con cờ trong lòng bàn tay của chị ấy nhưng lại không thể nào từ chối vì bình thường chị ấy đối xử với cô đặc biệt tốt em giúp chị tìm hiểu xem Sếp mình thích ăn gì nha Hay là sếp thích đi chơi ở đâu Càng nhiều thông tin càng tốt Nhưng mà Chị ấy lại tiếp tục đặt lên bàn Một chiếc đùi gà rán Nếu như em giúp đỡ chị Chị chắc chắn sẽ không để cho em Phải chịu thiệt thòi Thôi thì Vì tình yêu với đồ ăn Vì công cuộc chạy deadline Có người phụ giúp Cố gắng tiếp cận sếp Linh gật đầu đồng ý Chị ấy lại tiếp tục đặt lên bàn một bịch bánh tráng trộn. ấy chết, lần này có vẻ như còn muốn Linh làm thêm một cái gì đó. Đôi mắt chị ấy nhìn Linh chớp chớp đáng yêu. Nhưng mà lúc này Linh không thể nào nuốt nổi dài chừng mà hỏi chị ấy. Chị lại muốn em làm thêm cái gì nữa đây? Nếu được, em xin số điện thoại của anh ấy cho chị giới. Linh vừa đưa cốc sô-cô-la -cô nóng lên uống một miếng thì xém nữa bị sặc. Trời ơi, số điện thoại riêng của sếp mà chị bảo em xin sao? Em xin làm sao được? Giả dụ như kết bạn Zalo thì còn có thể, lúc ấy còn nói lý do là vì công việc để trao đổi các kiểu, chứ xin số điện thoại, làm sao mà em xin được chứ? Nick Zalo để trao đổi công việc, chắc chắn là một nick ảo. Thôi mà, tìm cách giúp chị đi. Em không chắc là em sẽ làm được đâu đó. Chị biết rồi, hết sức nha chiều nay chị mua trân châu cho em đó thật sao chị tất nhiên là thật rồi chị chắc chắn sẽ cưng chiều em như một bà hoàng yên tâm đi chị ấy vừa đi ra ngoài thì có thêm hai cô gái nữa đi về phía phòng linh hỏi nhỏ linh bà ngân bà ấy vừa nói gì với em thế bí mật nha các chị em mà nói bà ấy cắt cổ em như chơi chắc bà ấy lại nhờ em điều tra về sếp chứ gì Linh uống thêm một miếng nước nữa rồi phân trần Chắc tại chị ấy thấy em nhiều chuyện nhất công ty Nên mới nhờ em Chứ em thì có tài năng gì đâu Các chị tuyệt đối Đừng có giống như chị ấy Nhờ em vừa mất ly trà sữa Lại còn mất thêm cả bịch bánh tráng Có khi em chẳng làm được việc gì Biết rồi Hai chị ấy có dễ dỗi Nhưng mà vẫn quay lưng bỏ đi Tính ra chị Ngân Cũng có cờ phết biết là chị ấy nhờ Linh trước rồi nên hai chị kia không dám nhờ nữa. Mà như vậy cũng tốt, sao có thể làm nội gián cho cùng một lúc ba người được. Tâm hồn mỏng manh dễ dở của Linh chắc chắn không thể nào chịu được. Linh đứng dậy, đi ra ngoài rót một ly cà phê ít đường rồi đi vào bên trong. Người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng như vậy, chắc chắn là người không thích đồ ngọt. Đoán đại thôi, chứ nếu sai thì lần sau rút kinh nghiệm. Linh gõ cửa ở bên trong giọng ra giọng nói trầm ổn mời vào linh mở cửa bước vào bên trong cũng không thấy huy ngẩng mặt lên nhìn mình có vẻ hơi căng thẳng linh đặt ly cà phê xuống bàn rồi nhỏ nhẹ em mời sếp ạ à? lúc này huy mới ngẩng đầu lên nhìn linh có chuyện gì không dạ không ạ à, em chỉ muốn mời sếp một ly cà phê thôi cô của ngày hôm nay so với ngày hôm qua khác nhau nhỉ dạ đâu có gì khác đâu em lúc nào cũng là một cô gái nhiệt huyết kể cả trong công việc lẫn cuộc sống vậy à dạ phải mà sếp thích đồ uống nhiều đường hay ít đường thế để lần sau em biết đường mà mang cho sếp đây là công việc của cô sao ờ à, dạ không phải nếu không phải công việc của cô thì lần sau không cần mang đồ uống vào tự thư ký sẽ mang cho tôi không còn việc gì nữa thì cô ra ngoài đi Tôi còn phải làm việc Nói ngọt đến như thế mà thái độ còn kiêu căng Đúng là những người làm sếp Thật không thể nào hòa đồng nổi Sao cô còn chưa đi? Em đi luôn đây ạ à. Chúc sếp làm việc vui vẻ Sau đó Linh đi ra ngoài luôn Gặp thư ký của Huy Đang chuẩn bị mở cửa bước vào Linh kéo tay cậu ta Bạn toàn yêu dấu Cái gì vậy bà? Bảo bao nhiêu lần rồi Người ta còn trẻ Đừng có gọi là bà nghe tuổi thân lắm Chứ năm nay em mới có 22 tuổi Chị đã 25 Em không gọi chị bằng bà bằng chị Thì chẳng lẽ gọi bằng em Vậy thì không hay cho lắm Tối nay chị mời em đi ăn nha Sao tự nhiên lại mời em đi ăn Chị nói màu Chị lại gây sự gì rồi đúng không Đừng có nói với em là chị vừa chửi sếp đó nha Cái thằng bé này chị đi làm đâu có đến nỗi đó chị là một người rất hòa đồng vâng chị hòa đồng đến mức sếp cũ chị năm lần bảy lượt cãi nhau với sếp nếu không phải sếp đột ngột nghỉ việc thì người nghỉ việc chắc chắn sẽ là chị đó đừng có mà nhắc lại chuyện đã qua nếu không phải năm lần bảy lượt ông ta nhấn mạnh cái vấn đề chị ế thì chị đâu có bức xúc như thế ông ấy chỉ nói sự thật thôi mà Em muốn ăn đòn có phải không? Chị lại bắt đầu dở cái thói giang hồ rồi đấy. Em biết ngay. Thôi, chị có gì thì chị cứ nói mau đi. Sếp gọi cho em. Em có biết sở thích của sếp không? Chị hỏi sở thích của sếp làm gì? Chị lại nhận hối lộ của ai rồi đúng không? Không phải. Chị tự có ý muốn tìm hiểu thôi. Thật thế? Chị muốn lấy chồng sao? Thì cứ giúp chị đi. Xong rồi, chị mời em đi ăn nha Một chầu bốn đậu Ok thì giờ em vào hỏi luôn Được Vào việc nhanh thế Chốt kèo nha em vào đây Bye bye cố gắng nha Xong xuôi lên về chỗ Vừa mới ngồi xuống ghế thì Ngân đi tới Chị ấy hớn hở Thế nào rồi em đã hỏi được chưa Em chưa có hỏi được gì hết Vừa mới đưa ly cà phê vào trong văn phòng Đã bị sếp đuổi ra nhưng mà em thấy sếp có vẻ hơi giấc giả chị ơi Thường sếp quá đi mất Nhưng mà không biết sếp thích ăn gì để mua Cứ từ từ đã chị Chị mà tấn công mạnh quá sếp lại sợ Chị biết rồi Thôi em làm việc đi Dạ Đến gần trưa có một người giao cơm tới cho cả phòng Lúc này mọi người ngạc nhiên lắm Vì chưa có ai đặt cơm Đang nhìn nhau thắc mắc Thì Toàn đi ra nói với mọi người Hôm nay là ngày đầu tiên sếp đến đây nhầm chức Nên là đặt cơm cho mọi người Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng Tự nhiên lại thấy sếp đẹp trai như thế Giống như kiểu có hào quang trực sáng Sếp vừa tâm lý Lại còn hào phóng Không cống hiến hết mình vì công ty Chắc chắn là không được Cơm sếp đặt cực kỳ ngon Nó không phải là cơm hộp bình thường ở bên ngoài Nó được xếp vào diện năm sao luôn Người nào người nấy vui mừng Phấn khởi chắc chắn hiệu suất làm việc sẽ tăng thêm cả trăm lần ăn cơm xong thì linh lại lẳng lặng vào phòng sếp lúc này mọi người đã tản đi hết xuống dưới sảnh để ngồi hóng mát tính ra trên phòng cũng chỉ còn có mình sếp và linh cô nào có muốn như vậy đâu tất cả là vì đồng nghiệp đã gửi gắm lời cảm ơn cho cô để cô gửi tới sếp cô không hiểu từ lúc nào cô lại trở thành người đưa thư chứ sếp cũ cũng vậy Bây giờ đến sếp mới cũng chưa thể nào thoát khỏi lời nguyện. Linh lại gõ cửa. Ở bên trong phòng vẫn là giọng nói trầm mộ máy vọng ra. Mời vào. Lúc này Huy đang ăn cơm. Nhìn thấy Linh cũng không phản ứng gì đặc biệt. Vẫn tiếp tục ăn. Người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn. Đang ăn cơm mà hỏi chuyện thì nó không được hay cho lắm. Thế là Linh cứ ngồi chờ. Anh không xem điện thoại, không sử dụng máy tính, cũng không đọc sách. Thế nhưng ăn cơm rất chậm Hình như là nhai kỹ lắm thì phải Linh đã chờ cả 10 phút rồi Mà hộp cơm Vẫn chưa thấy rời đi Người ta bảo ăn cơm chậm Thường là những người vô cùng khó tính Bảo rào vừa cầm ly cà phê vào Đã bị đuổi ra Dù không thoải mái lắm Nhưng mà vẫn kiên nhẫn ngồi chờ Thêm 10 phút sau thì anh ta cũng ăn xong Để gọn giỏ hộp cơm vào bên trong thùng rác Rồi hỏi Linh Cô chờ tôi có lâu không? Linh ngay lập tức lắc đầu Không lâu đâu Sếp càng từ từ Em chờ sếp lâu hơn nữa cũng không sao Cô có việc gì muốn giờ giả tôi sao Dạ đâu có Chẳng là em muốn hỏi vết thương của sếp thế nào rồi Vẫn còn rất đau Chết thật Sếp đã mua thuốc uống chưa Hay là em đi mua thuốc cho sếp nhé Tự nhiên cô lại đối xử với tôi như thế Tôi lại cảm thấy không quen Hôm qua trước khi rời đi tôi gật đầu chào cô cô đâu có thèm ngó trời ơi em nào có ý không ngó ngàng đến sếp nhưng mà hôm qua sếp đi cùng với bạn trai em sợ bị đánh ghen nên là em không dám nói tiếng nào hết giọng nói cùng với thái độ của linh khiến châu huy bật cười nhưng nụ cười này đi qua rất nhanh linh không hề nhận ra là người đàn ông này vừa mới cười sếp ơi sếp là người rộng lượng sếp đừng có để ý gì tới em em chỉ là một nhân viên bé xíu trong công ty thôi suốt ngày cũng chỉ ngồi một chỗ đánh văn bản vậy nên sếp giờ cao đánh kẻ tha cho em một mạng tôi đã làm gì cô đâu chẳng phải trưa nay cô vừa mới ăn cơm cho tôi mua em biết ngay vừa nhìn mặt sếp là em đã thấy ở trên mặt sếp có dần sáng rồi đúng là một người rộng lượng thôi được rồi tôi biết thừa trong lòng cô không hề nghĩ tôi cao thường như thế Cô cần gì thì nói luôn đi Tôi còn phải nghỉ ngơi Em vào đây là để thay mặt các đồng nghiệp cảm ơn sếp Nhờ sếp mà cả công ty có một bữa ăn vô cùng ngon Ừ Sếp ăn xong chắc là khát nước đúng không? Sếp uống gì để em lấy? Bình thường sếp thích uống đồ ngọt hay không ngọt? Tôi không thích đồ ngọt Vậy chắc là sếp thích nước lọc đúng không? Vừa may em chuẩn bị một chai nước mới tinh Em mời sếp uống cho mát họng Huy nhận lấy chai nước từ tay Linh Bình thường đối với ai Cô cũng nhiệt tình như thế này sao Dạ phải Con người em được cái vui vẻ thoải mái Mọi người trong công ty Ai cũng quý em cả Vậy sao Cho nên là sếp đừng có ngoại lệ nha sếp Em sợ bị ghét lắm Hay là bây giờ em thay băng giấy tư cho sếp nha Không cần đâu nếu không còn việc gì nữa thì cô có thể ra ngoài. Buổi chiều sếp muốn ăn gì để mua cho sếp, sếp không cần phải ngại, tuy là lương em thấp hơn sếp nhưng mà em cũng muốn bù đắp cho sếp về chuyện hôm qua. Cô thực sự muốn bù đắp. Dạ, em nói được là em làm được, em uy tín lắm. Vậy thì tôi muốn uống cà phê và ăn bánh ở nhà hàng đối diện công ty của chúng ta. Cô nhớ dặn họ là cho ít đường và kem béo thôi. Tôi không thích đồ ăn ngọt Nghe Huy nói xong mà Linh giật cả mình Trời ơi Nước bán ở chỗ đó đắt lắm luôn Mất tôi ngày lương Thế nhưng Linh vẫn phải ngậm ngùi Sếp đúng là có khẩu vị Cả năm em cũng dám bước chân vào đó Đúng một lần thôi Lúc nhận lương Cuối năm đó Rồi Linh đi ra ngoài Huy vừa nhìn theo Linh vừa cười Cô gái này nhìn có vẻ bình thường nhưng mà lại thật thú vị, nói chuyện cùng rất vui, xem ra lần này đến công ty này không quá nhàm chán. Linh vừa ra ngoài thì mọi người quay trở lại văn phòng, lúc này đều đưa mắt nhìn về phía cô. Cô nhìn mọi người rồi cười, mọi người cũng cười lại với cô, không khí có vẻ vui nhưng mà thực ra lại rất bất ổn. Linh ngồi vào ghế, chị Ngân đi đến chỗ Linh rồi đặt lên bàn một cốc trà sữa, tự nhiên thấy trà sữa mà áp lực ngang hay là cai luôn trà sữa Để khỏi vải gì nó mà khổ Em uống đi Em mới ăn xong Vẫn còn no chị à Thế thì cất đi để chị uống Nhưng mà nó tan đá mất ngon Hay là chị uống đi Chị mua cho em mà Đừng có nói là em nhận trà sữa từ người khác rồi nhé Chị đối xử với em thế nào Em đừng có làm chị thất vọng Đâu có Em không có nhận cái gì từ ai hết luôn Chỉ nhận mỗi trà sữa từ chị thôi vậy thì tốt thế em đã điều tra được từ sếp cái gì rồi linh tỏ vẻ buồn bã bả. sếp bảo muốn uống cà phê với lại ăn bánh ở nhà hàng đối diện công ty mình em cũng muốn mua cho sếp ăn lắm nhưng mà chị biết đó lượng em chẳng mấy đồng em không đủ điều kiện để mua cho sếp đâu cái con bé này thì phải nói ngay cho chị chứ để chị đặt ship luôn sau đó chị ngân rút điện thoại ra không một động tác thừa đặt ngay một ly cà phê và một miếng bánh đang định bấm đặt hàng thì linh nhanh chóng lấy điện thoại từ tay chị ấy để em ghi chú đã sếp nhà mình không uống đồ ngọt với lại ăn kem béo may quá chứ không biết lát nữa anh ấy lại không uống thì khổ chị ngân đúng là hào phóng nha em cả năm mới dám tới đó một lần đồ ăn ngon nhưng mà đắt quá tiền mặt bằng của người ta một tháng là bao nhiêu còn tiền thuê nhân viên phục vụ các kiểu Không đắt làm sao mà được Đúng là mơ ước Giá như em có thể cùng lúc Làm hai ba công việc như chị thì tốt biết mấy Người ta bảo May tầng nào thì gặp may tầng đó Chị giỏi giang như vậy Thì chắc chắn sau này sẽ có được người đàn ông Mà chị muốn có Còn bé này chỉ nịnh chị là giỏi tôi Nhưng mà chị thích Để chị đặt luôn cho em một phần nha Thôi không cần đâu Em đang giảm cân ăn nhiều quá em sợ không kiểm soát được em mà béo quá mẹ em lại lo em không lấy được chồng thì chết không sao đâu cứ ăn đi chị mời em không ăn thật mà chị trưa này sếp mua hộp cơm to quá em ăn mãi mới hết thế thì để ngày mai chị mua cho dạ thôi chị em mình có gì đâu mà phải khách sáo đôi khi người ta đối xử với mình tốt quá hào phóng quá cũng khiến cho bản thân phải chịu áp lực. Sợ lỡ không may mình không làm được như người ta kỳ vọng. Sợ lỡ việc người ta nhờ mình làm không đến nơi đến chốn. Sau này làm cùng công ty, gặp nhau hàng ngày lại khó xử. Nhưng mà thôi, mưa đến đầu mát mặt đến đó. 15 phút sau thì đã có người ship bánh và cà phê tới. Linh lại là người mang bánh với cà phê vào trong phòng Huy. Từ sáng tới giờ cô đi ra đi vào căn phòng này đã mấy lần, lần nào cũng cảm thấy rất hồi hộp. Ở công ty, người ta thường ví xếp giống như một con hổ, còn nhân viên thì có khác gì con thỏ đâu. Bởi vậy cho nên, một con thỏ vào trong phòng, một con hổ làm sao có thể bình thường được. lên lại gõ cửa và đứng chờ, vẫn là giọng nói ấy giang lên. Linh mở cửa bước vào, lúc này Huy đang cúi đầu xem gì đó Ôi cái gốc này sao mà đẹp trai đến thế Không một gốc chết luôn Con người lại có thể hoàn hảo đến mức này sao Đang ngây người ngắm vẻ đẹp ấy Thì bỗng nhiên Huy ngẩn mặt lên Linh giật mình thu lại ánh mắt Có phải là nhìn tôi rất lôi cuốn không Lại có kiểu tự mãn đến mức này luôn sao Nhưng mà không sao Vì vẻ đẹp trai nên sẽ được bỏ quà hết Linh vui vẻ gật đầu Nhìn sếp đẹp trai từ đầu đến cuối Toát ra khí chất Lãnh đạo Thôi được rồi Cô lại đây Có chuyện gì Thì em mang bánh với lại cà phê vào cho sếp Em là người uy tín Nói được làm được Xem ra cũng không thể Hóa đơn hết bao nhiêu Sếp hỏi làm gì ạ à? Tôi trả lại cho cô Cô đi làm một tháng đâu được bao nhiêu tiền Mua một ly nước với một miếng bánh Hết tới mấy trăm ngàn Tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm Sếp không cần phải lo đâu Em có thể trụ được Thôi em ra ngoài làm việc tiếp đây Chúc sếp ngon miệng Ở bên ngoài kia có một chị vô cùng mến mộ sếp Chú ý từng bước chân của sếp đó Đừng có nói với tôi Cô định gán ghép tôi cho một ai ngoài đó nha Tôi không phải là một món hàng Cô mà Linh lập tức giải thích Em nào có ý đó em cũng có vị trí gì trong lòng sếp đâu mà dám gán ghép sếp cho ai chứ chỉ là em thấy ánh mắt chị ấy nhìn sếp mến mộ quá nên là em cầm lòng không được em xin lỗi sếp vì tính của em nhiệt tình hơi thái quá thôi cô ra ngoài đi một ngày cô dạo đây nói chuyện năm lần kiểu này chắc tôi không làm được việc gì quá em xin lỗi sếp em ra ngoài luôn đây ạ à. lên đi ra ngoài lại ngồi vào bàn làm việc những dòng chữ trên máy tính chạy qua chạy lại khiến cô cảm thấy hơi đau đầu hôm nay tính ra còn mệt mỏi hơn mọi hôm nhưng mà thôi không sao sắp tới ngày lấy lương lại sắp có tiền đi mua sắm năm giờ tan sở linh cùng với đồng nghiệp đi về cô đi ra bãi để xe bằng tốc độ chóng mặt lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng trở về để ăn cơm mẹ nấu cơm nhà hàng năm sau cũng không có cửa so sánh Vừa về đến sân đã ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt Mẹ đúng là tâm lý cực kỳ Biết Linh thích món ăn này Nên hầu như ngày nào cũng nấu Nếu phải xa mẹ thì thật là một cơn ác mộng Linh chạy vào trong bếp Rồi ôm mẹ từ phía sau Tựa đầu lên vai mẹ Con chào mẹ con mới đi làm gì Hôm nay ở công ty Gặp chuyện gì vui hay sao Mà tâm trạng thế Lại còn biết chào với cả ôm tôi nữa cờ đấy còn lúc nào chẳng nhớ mẹ Đi xa mẹ một tiếng tôi là con đã nhớ mẹ rồi Giống ai mà sao Thảo Mai vậy không biết Còn chỉ nói sự thật thôi mà mẹ Linh đang định nhón một miếng sườn trên đĩa Thì mẹ đánh vào tay Linh Đã rửa tay chưa mà đòi ăn Con gái thì phải nhỏ nhẹ Phải bẻn lẻn Như thế này mà đi lấy chồng Người ta đánh giá cho Linh dẫn nhanh tay lấy được một miếng sườn lớn sau đó cho vào miệng ăn ngon lành Ăn từ từ thôi Dính hết lên miệng rồi kia kìa Chỉ có mẹ là thương con nhất Con muốn ở với mẹ cả đời này thôi Muốn ở với mẹ cả đời Thì từ mai đừng có mong có sườn ăn nữa Kìa mẹ Mẹ nói rồi đấy Mùa đông năm nay mà không lấy chồng Thì đừng có trách mẹ Bây giờ là mùa hè rồi Chỉ còn mấy tháng nữa là tới mùa đông Còn biết lấy đâu ra chồng để trình với mẹ đây Tôi không biết Chị cứ liệu mà tính Không thì đừng có trách Tại sao tôi đuổi chị ra khỏi nhà Mẹ à Lần này thì ý mẹ đã quyết Có điều những lần trước cũng y chang Vậy cho nên Linh không áp lực cho lắm Chẳng lẽ Linh không lấy được chồng Mẹ nỡ đuổi cô đi xa khỏi nhà Chắc là mẹ chỉ đùa thôi Bố Linh đi làm gì Bỗng nhiên lại trở thành người hứng đòn Giờ này rồi Mà ông mới biết mò mặt về để cho tôi ở nhà cứ phải làm hết việc này tới việc kia. Đúng là cái đồ vô tâm. Ông Trí ngây người một lúc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai lại chọc giận vợ mình khiến bà ấy phải nổi điên lên như thế. Có chuyện gì vậy mình? Không có chuyện gì hết. Bố còn ông chỉ giỏi làm cho tôi bực mình thôi. Bà lại đang sốt ruột chuyện chồng con của cái linh rau. Còn bé nó chỉ mới có 25 tuổi thôi. Khi nào 35 tuổi thì hãy tính. Đến lúc đó thì già mất rồi Còn ai chịu nữa Bà vẫn giữ nguyên cái tư tưởng cổ hủ ấy Thành ra là con bé nó áp lực Ông im ngay cho tôi Ông có muốn tối nay Tôi cho ông bỏ bữa luôn không hả Thì tôi không nói nữa Đúng là bực hết cả mình Anh em họ hàng tuổi này Người ta lấy chồng có con hết rồi Con mình lúc nào cũng nhân nhân Bạn trai không có Thì nói gì đến chuyện lấy chồng Biết vợ đang cấu nên ông Trí không nói thêm Cũng phải thôi Một người làm mẹ có con cái đến 25 tuổi Còn chưa biết yêu đương Thì làm sao không sốt ruột cho được Có điều như thế cũng tốt Đỡ phải lo quả bơm nổ chậm trong nhà Bữa cơm có vẻ không mấy vui vẻ Linh vẫn chăm chú ăn món ăn mình yêu thích Bà Hạnh lại không thể nuốt được Bỗng nhiên bà bảo Linh Hay là đi xem mắt nhé Linh đang ăn Nghe xong câu ấy thì bị sặc ngang Tự nhiên đi xem mắt làm gì mẹ Con gái mẹ có thể tự tìm được Người đàn ông của cuộc đời mình Không chịu đi chơi Suốt ngày chỉ quẩn qua nở công ty Đá dậy công ty Đàn ông lại không có Ai bảo mẹ không có Công ty còn mới thay sếp Sếp đẹp trai cực kỳ Nói xong câu đấy Linh vô thức đưa tay lên che miệng Thôi chết để mẹ biết được chuyện này là núi sắp sập đến nơi thế nhưng mẹ lại không có bất kỳ biểu hiện gì cả lặng lẽ ăn cơm những thứ âm thầm thường khiến cho người ta lo lắng ăn cơm xong linh dọn dẹp rửa bát đũa rồi mới đi ngủ đêm ngủ toàn nằm mơ thấy ác mộng báo hiệu cho một ngày không mấy tươi đẹp quả thực là không sai lúc linh đi làm thì bị mẹ gọi lại mang hai hộp cơm này đến công ty đi Hôm nay mẹ nấu cơm cho con đi làm luôn ạ à? Mẹ tâm lý thế Nhưng mà sao lại có tới cả hai hộp Thì một hộp cho con Một hộp cho sếp con Trời ơi Sao tự nhiên lại nấu cơm cho sếp con làm gì Cái con bé này không biết gì cả Phải lấy lòng sếp chứ Mẹ đang nghĩ gì trong đầu vậy Đừng có nói với con Mẹ làm như vậy là con bị đuổi việc đó Người ta là sếp Chứ có phải nhân viên bình thường như con đâu Làm sao mà con dám mơ mộng cô không thử làm sao mà biết kìa mẹ đừng có nhiều lời mau cầm đi linh mang đến công ty cũng chẳng có bao nhiêu người trong gian phòng nên có cái gì thay đổi là mọi người nhìn ra ngay ánh mắt nhìn chăm chăm về phía hai hộp cơm mà linh đang cầm trên tay từ từ di chuyển lại phía linh lúc này xung quanh linh có tới năm người linh mang cơm đến công ty mà mang tận hai hộp đừng có nói là có bạn trai rồi đó nha Linh dội dàng phủ nhận Làm gì có Em ăn khỏe Nên là mẹ em nấu cho em hai phần Thật thế sao Dạ phải Mọi người cũng biết Em ở công ty ăn suốt cả ngày kia mà Ăn vừa tôi Coi chừng béo ú lại hối hận đó Em cũng có muốn như thế đâu Nhưng mà đói không chịu được Nghe Linh nói như vậy rồi Nên mọi người không hỏi thêm nữa chắc trưa này có phải một mình gầm hết hai hộp cơm này thôi chứ cô mà mang vào cho sếp thì cô chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt của tất cả thời gian sau này sống làm sao mà được mọi người tản đi hết lúc này chị ngân dẫn ở lại chị nhìn linh với ánh mắt nghi hoặc sao chị cứ thấy lấn cấn kiểu gì em thực sự có thể ăn hết hai hộp cơm sao vậy là chị ấy đang nghi ngờ linh nên đành phải nói với chị ấy Hộp cơm này là mẹ em nấu để mang cho sếp Cái gì? Sao mẹ em lại nấu cơm mang cho sếp? Chị, chị nhỏ tiếng tôi Mọi người nghe thấy bây giờ đó Em nói mau đi Mẹ em như thế là có ý gì? Mẹ em nghe nói em có sếp mới Mẹ sợ em bị sếp ghét cho Nên là nấu một hộp cơm Để em mang đến lấy lòng sếp Em cũng không muốn mang đi đâu nhưng mà chị cũng biết mẹ em giữ dằn còn gì Em sợ bị mẹ đánh quá Mở hộp cơm ra chị xem Linh mở hộp cơm ra Cũng may là mẹ không trang trí kiểu tình nhân Chứ nếu không thì chắc chắn cô nhảy xuống sông hàng Cũng không rửa hết được nỗi oan này Chị Ngân nhìn hộp cơm rồi lại nhìn Linh Mắt cô chớp chớp, tỏ vẻ thật thà Chị hỏi lại một lần nữa Em có ý gì với sếp không đó em làm gì có ý gì đâu chị cũng biết em ấy bao nhiêu năm nay em nào có thiết tha gì với chuyện yêu đương thật không tất nhiên là thật rồi hay là trưa nay em mang hộp cơm này vào trong cho sếp rồi nói là cơm của chị nha như vậy có được không đó em nghĩ chắc là được sợ anh ấy không chịu ăn em có cách vậy em giúp chị đi nếu mà chị thành công trở thành vợ của sếp chị sẽ thăng chức cho em Em sẽ được thăng chức gì vậy chị? Không cần phải đánh văn bản hàng ngày nữa Cứ đến công ty ngồi chơi Rồi nhận lương thôi, chị bao hết Trời ơi, nếu được vậy thì cuộc đời của em Sau này nở hoa thật rồi Linh cười tươi Như phía sau nụ cười ấy là nước mắt khóc ròng Sao tự nhiên cô lại đẩy mình vào thế khó như thế Cũng tại hộp cơm này hết Nếu không phải tại nó Thì cô không nở dứt đi Đâu có ra nông nổi này sếp tới mọi người ngồi im ra tập trung làm việc cho dù sếp dễ tính hay khó tính thì đến công ty cũng phải nghiêm túc ai biết được sếp có ghi mình vào danh sách đen hay không đến gần trưa lúc này mọi người chuẩn bị đặt cơm Dì linh có tới hai hộp cơm nên chẳng ai hỏi linh muốn ăn gì lúc này linh phải mang giấy tờ vào trong phòng cho sếp cô lần là hỏi trưa nay sếp có muốn ăn cơm không ạ à? Huy ngẩn đầu lên nhìn lên Làm việc từ sáng đến trưa Không cần phải ăn cơm sao Thì đôi khi sếp lại thích ăn bún, ăn phở thì sao Cô lại có chuyện gì Có một chị trong công ty nấu cơm Nấu luôn cho sếp một phần Em muốn hỏi là nếu trưa nay sếp chưa đặt cơm Thì sếp có muốn ăn phần cơm đó không Huy bỏ bút xuống rồi nhìn lên Cô rảnh rỗi quá không có gì làm phải không hay là công việc giao cho cô ít quá, khiến cô cảm thấy nhàm chán. Người ta nấu cơm, cô lại là người vào đây hỏi tôi có ăn hay không. Sao người ta không tự hỏi? Vậy thì bây giờ em ra bảo trẻ vào hỏi sếp nha. Linh vừa quay người đi, còn chưa bước được nửa bước thì Huy đã quát. Cô đứng lại đó. Linh không dám bước thêm một bước nào nữa, phần gì bị giật mình, phần gì đây là sếp. Sếp mà đã quát thì chắc chắn là đang rất tức giận lên quay đầu lại đúng như những gì cô đang nghĩ sếp giận thật mặt nhăn thế kìa cô xem tôi là đồ chơi của cô đó sao cô thích ghép cho ai thì ghép cô có muốn bị đuổi việc không hả Ờ, dạ không em có muốn bị đuổi việc đâu thực ra hộp cơm đó là của mẹ em làm tại sao cô bảo là do đồng nghiệp cô nấu em nói như thế bởi vì em lỡ nhận của chị ấy cốc trà sữa rồi mang hộp cơm đó vào đây dạ linh gật đầu trong vô thức sau đó giật mình hỏi lại vậy là sếp đồng ý ăn hộp cơm đó sao đúng cô mang hộp cơm mẹ cô nấu vào đây dạ nhưng mà sếp nhớ giữ bí mật cho em nha làm ở môi trường tập thể nếu như em mà làm cái gì khác với mọi người chắc chắn em sẽ bị để ý tôi biết rồi cảm ơn sếp sếp đúng là một người sếp tuyệt vời Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh độc truyện chỉ dậu. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Còn bây giờ thì chương trình xin phép được khép lại. Chúc quý vị có một ngày thật an lành.